Rồi quý vị ơi, hôm nay là chủ nhật nha quý vị, 26 tháng 6 nha, 2022. Cái combo đầu tiên này là 499, 5 cây sâm hương, 500 bao phí ship nha quý vị. Cái hàng này thì nó ít lắm, lâu lâu tôi mót ra tôi bán bậy vài cây thôi nha quý vị, chứ không có nhiều nha. Có nhiều anh em mua mà yêu cầu tôi gửi hình qua Zalo để mua nữa thì tôi nói không có, còn có mấy cây thôi. Trong 5 cây này chỉ có 1 cây này có chậu luôn nha quý vị. Đó. Về quý vị muốn cái chậu nào đẹp hơn thì mua vô thay ha. 2 cây. Cây này 3 cây. Mấy cái này là thành phẩm hết trơn rồi nha quý vị. Mà nó quái luôn nha. Nó về vô chậu lại nó mới đẹp trai. Vô mấy chậu dày. Hay là cái gì nè. Đó. Vô những cái chậu dày nè nhìn nó mới đẹp. Những cây này là nhỏ xíu như vậy là vô cái chậu này được hết trơn rồi nha quý vị. Chậu nữa tí thì luôn được hết luôn nha. Rồi 2 cây, 3 cây rồi. Cây này cây số 4 nè. Có đế dưới luôn nha. Tôi là cây nào cũng có đế chân á. 2-3 cọng rễ hết luôn á. Mà tôi gọt sát vô bầu luôn nha. Để về nữa mình tiện vô chậu. Khỏi có lo cắt rễ gì nữa, chết cây gì nữa hết nha quý vị. Rồi 5 cây 500 nha, anh nào mua thì vui lòng chuyển khoản trước nha. Chuyển khoản trước nha quý vị là tiền trước nha. Rồi xuống luôn, cảm ơn quý vị nhiều nha. Thông cảm nha quý vị, tôi không có COD nha quý vị. Tôi là phải chuyển khoản trước mới được. Để mít lòng lắm quý vị. Rồi xuống luôn quý vị ơi.